Hello, xin chào bạn. Đây là người yêu mình. Nhưng mà em phải ăn mặc giống cái hôm lần đầu mình gặp nhau đi. Ok, thì nội dung hôm nay nó mới chuẩn. Thì thay đổi đi. À, người yêu mình đã trở lại. Đây, đây chính là cái kiểu ăn mặc của chúng mình hôm lần đầu gặp nhau. Và lần đầu tiên gặp nhau thì chúng mình gặp nhau ở trên một quán rượu. Và chủ đề ngày hôm nay đó là năm mùi hương nước hoa mà người yêu mình sẽ đánh giá là nếu như mình xịt những cái mùi hương đó thì mùi hương nào sẽ được gọi là bạn gái mình, người yêu mình thích nhất. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Trước khi vào mùi hương đầu tiên thì mình phải nói luôn đây là năm mùi hương có cái tông mùi thuốc lá. Và rất là đây là tông mùi mà rất được các anh em lựa chọn trong những cái buổi đi date, trong những cái không gian hẹp. Và đặc biệt là ở đây là mình và người yêu mình hẹn nhau buổi đầu tiên ở trong một cái quán rượu kiểu cocktail bar. Và mùi hương đầu tiên đó chính là CK One Shop. Hãy xem cảm nhận nhá. CK One Shop. Đây. Xem là nếu như anh em mặc như này thì anh xịt mùi này hôm đầu tiên thì em có thích không? Không. Không. Không thích? Không. Lý do vì sao? Mùi này như kiểu mùi ban ngày thôi. Sử dụng ban ngày hả? Nó nhẹ quá. Nó nhẹ với cả nó kiểu xanh. Mùi gì? Cái xanh xanh à? Ờ, kiểu xanh xanh ấy. À. Nói chung là cái này sạch sẽ thôi. Chả quyến không, không gây ấn tượng à? Nếu mà là một anh nào đấy ở trên văn phòng xịt mùi này thì người đi qua sẽ ôi xanh thơm thế thôi. Ừ, mang lại một cái hình ảnh sạch sẽ và gọi là thơm tho. Ok, để đây nhá, tí nữa chúng ta gặp lại. Chúng ta cùng nhau đến vị trí số 4. Một chai nước hoa cũng rất là nổi tiếng mà các anh em rất là thích để lựa chọn đi date, đó là The One. Nhưng mà EDP đây, hãy cùng xem cảm nhận của người yêu mình. Hôm đó anh mặc sơ mi như này và cũng ăn mặc như này luôn. Cũng đúng. Em mặc như này. Mặc đúng bộ này luôn à? Đúng bộ này luôn. Người xem. Nếu mà kiểu vừa mới gặp nhau thôi, người thấy mùi nước hoa thôi thì có thích không? Mùi này hơi kiểu... Đấy có phải mùi xịt phóng nhỉ? À không phải, Nhưng mà mùi nhẹ thế nhỉ? Nhẹ hả? Vẫn nhẹ, Ừ, mùi thì nó tỏa, nó lưu hương hơi kém. Nhưng mà được rất là nhiều người, các anh em lựa chọn đây, đây là mùi rất là nịnh mũi. Tại sao em lại cảm thấy mùi này nó không ấn tượng một tí nào, thậm chí là kiểu... Và chúng ta cùng nhau đến với mùi hương ở vị trí số 3. Vừa rồi toàn là những cái cảm nhận đầu tiên thôi. Đây là Replica Jar Club. Thì chai nước hoa này mình không còn nhiều. Dược sĩ. Chai nước hoa này thắng trong 5 chai first date. Nhưng mà không phải là ai cũng thích. Để xem là ủa, má ơi, nó ngọt thế. Người yêu tôi có thích. Đấy, thì ngọt thì mới sử dụng đi date chứ. Sao em lại cảm thấy mùi này hợp với nữ hơn? Hợp với nữ hả? Nó ngọt quá hả? Nó ngọt mà kiểu... Ngọt kiểu hoa quả. Hôm ấy là anh mặc quần âu sơ mi. Đâu, anh mặc quần jeans à. Xong rồi là áo sơ mi nhưng mà lại khoác ở ngoài một cái áo jeans đen. Nếu mà mình mặc gì còn không nhớ. Nếu mà ăn mặc như thế xịt mùi này thì có hợp không? Không. Không hợp? Mặc thì... Không. Anh mặc áo jeans à? Thế có nó phải bụi một tí đúng không? Nó hơi bụi. Cái này nó lại hơi sang trọng. Cái mùi này á? Mùi này em không tưởng tượng ra cảnh đàn ông ăn mặc như nào. Thì em chỉ tưởng tượng ra một người phụ nữ kiểu rất là ngọt ngào, dễ thương. Thế này kiểu các chị em thích vãi. Hay là tại vì kiểu sao các chị em lại... thích mùi này nên là các chị em... Cũng có thể là bởi vì các bạn nữ thích xịt mùi này lên người mình. Nên là khi nào mà gặp anh nào... Mà không, các bạn nữ thích xịt mùi này lên người mình nhưng mà ở trên thị trường họ PR, họ kiểu làm truyền thông là đây là chai của nam. Thế nên là họ đành phải chấp nhận một sự thật, đó là đây là chai của nam mà mình thích nhất. Thì đấy là quan điểm của em, nhưng mà nó khá là ngọt mà có cảm giác hơi phấn phấn. Thế hả? Hơi phấn phấn kiểu. Ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau để đấy cứ tất cả, chứ để đấy tất cả chỉ là cảm nhận đầu tiên. Nó cùng nhau đến với vị trí số 2. Burberry, London. Yeah. Cái signature fabric của Burberry. Nhìn cái vải kẻ sọc cái là kiểu. Nhưng mà đấy là nếu ai mà có quan tâm đến thời trang luôn. Nhìn phát là biết luôn. Thử xem nào. Mùi này giống mùi xịt phòng lắm luôn ấy. Yeah.
mùi mấy cái xịt cũng có thể tại lavender vì ấy. Nó chắc là nó có một chút lavender. Giống giống cái chai này này. Không chứ, hình như anh có xịt cho em bảo rồi. Glade. Cái phong cách hôm đầu anh mặc áo là phải nam tính và có một cái gì đó kiểu quyến rũ, kiểu hấp dẫn. Tại vì anh mặc quần jean mà, áo jean nữa nên là kiểu khi mà vào thì anh sẽ cởi áo ra, sơ mi nó sẽ gỡ lại một chút độ lịch lãm, lịch sự. Đấy. Okay. Nên là nếu như mùi này thì nó có hợp không? Mùi này có hợp với áo sơ mi hay không á? Cái phong cách kiểu sơ mi không? Có hợp với áo sơ mi nhưng không hợp với bụi bặm. Nó kiểu chỉn chu. Mùi này em nghĩ là không phải là mùi chỉn chu, mùi này nó chỉ vẫn chỉ là mùi văn phòng bình thường. Ok. Vẫn chưa thấy ấn tượng lắm. Rồi để đây. Nói chung tại vì nó dùng xịt phòng nữa. Cùng nhau đến bên chai cuối cùng. Đó chính là Sweet Tobacco đến từ nhà số 8.21. Nghe thấy ngọt rồi. Nghe thấy ngọt. Ngọt là còn thuốc lá nữa. Các bạn ạ, tiếng Anh của anh Kiên chỉ có mình nghe thế thôi. Yên tâm. Thế nên mình mà dã man luôn. Thấy không? Mùi này như kiểu một người phụ nữ kiểu dùng nhiều son phấn xong rồi. Nhưng mà không phải phụ nữ nào cũng dùng được. Ui nó phấn một cách, nó bột kiểu vani một cách dã man luôn ấy, chứ không phải bình thường đâu ấy. Tại vì thuốc lá nhiều khi nó làm ra cái vẻ hơi đắng, hơi bột. Mùi này thì đàn ông mặc suit nhưng mà nhìn chung thì em cảm giác như đây là kiểu một người phụ nữ đánh son phấn rất là đậm. Có vẻ như là cái nốt hương thuốc lá không làm cho em ấn tượng cho lắm. Cái mùi này là mùi em cảm thấy khó chịu nhất. Thôi rồi, cái đây cứ để đây nhá, xong rồi tí nữa nghỉ tí. 2 hours later. Và bây giờ thì bọn mình đã trở lại sau một thời gian dạy dỗ con cái, cho con ăn rồi vệ sinh cho con. Bây giờ chúng mình đã trở lại với 5 mùi hương ở đây. Chúng ta cùng nhau quay lại vị trí số 5. Đó là mùi của CK One Shop. Đây, mùi hương bây giờ cũng đã khá là độ biến chuyển. Thích chưa? Thích rồi. Thì có thay đổi quan điểm không? Một anh chàng làm dân văn phòng không? Hay là vẫn là dân văn phòng nhưng mà sau khi mà nó ấy đi một tí ấy, sau khi dry down bay mùi đi. Dry down thì cảm giác như nó quyến rũ hơn à? Nó hơi playboy một tí. Nó hơi playboy một tí. Thế bây giờ chai nước hoa này mà trên cái thang điểm 10 thì em chấm bao điểm? Để đi date nha, đi date vào buổi tối, okay. trong những cái buổi mà lần đầu và với một anh chàng kiểu ăn mặc kiểu sơ mi và quần jean hoặc quần âu trong cái không gian đó là quán bar thì chai này chấm bao điểm? 7.5. Đây, The One vẫn là ông vua hẹn hò đấy. Bây giờ xem khi dry down xuống thì mùi hương này liệu nó có phù hợp để đi date trong không gian quán bar hay không. Thực ra là nó vẫn phù hợp. Cái độ phù hợp của nó nếu mà theo trên cái gu của em thì liệu em này được tầm mấy điểm? Em này á, 5 điểm. 5 điểm? Nếu mà bạn nào okay. Mà xịt mùi này thì chắc là mình sẽ nghĩ ở trong đầu ấy. Má, lão này chắc là vừa đi làm về xong đi hẹn hò với mình hay gì, chả chỉnh chu gì cả. Kiểu đấy. Đây không phải, em nghĩ thôi là cái mùi The One này không phải là cái mùi gọi là gây ấn tượng. Mà nó là mùi an toàn. Và sạch sẽ. Ok, đây là mùi an toàn nha. Theo cái quan điểm của bạn gái mình, Ja Club. Sao đợt này nó hoa quả đấy nhỉ? Hoa quả nhỉ? Nhiều người nói là nó hơi giống cái mùi kẹo dừa, mùi kiểu dừa ấy. Thế á? Tự dưng thấy hoa quả dã man, dễ chịu phết. Vẫn không phù hợp cho nam lắm. Vẫn không hợp cho nam lắm, tại vì vẫn nó ngọt quá. Vẫn phù hợp cho nữ. Nếu mà để em... Em xịt cái gì? Thì em nghĩ là người yêu mình cũng hơi cạch đến một tí. Mình thấy là cái mùi này nó rất là dễ chịu, ngọt. Chỉ đơn giản là không phù hợp cho nam thôi. Nếu mà chấm trên thang điểm dành cho nam thì sẽ chỉ chấm 3.5, 4 điểm. Còn nếu mà dành cho nữ thì có thể là chấm 9 điểm. Ok, Ja Club. Chính là người yêu mình có những cái lựa chọn khác người. Và những pha chấm điểm nó đi vào lòng người. Thật đấy. Em phải chấm điểm khác.
Vẫn là một sự xí rõ. Chứ sao đoạn này trông cảm giác như kiểu ngắt lá cây ra xong rồi cắn vào miệng à? Nó xanh thì á? Anh thấy thế á? Cũng hơi xanh á. Đúng rồi, nó cũng có cái nét xanh sao trên giấy khác. Kiểu bứt bứt một cái lá cây ở ngoài đường xong rồi vò vò như dâu ngon rồi. Nào thế với cái phong cách như ban đầu tiêu chí thì trai này được mấy điểm? Không sexy, không an toàn. An toàn hay không là tùy các bạn. Nói chung là trai này cũng ra khỏi vòng chấm điểm. Ok. Mình không thích trai này. Trai này cảm giác như chỉ dùng để xịt phòng cho không ấn tượng. Rồi. Đây. Và đến cuối cùng. Thấy chưa? Chưa trai nào được ấn tượng. Hơi hơi nhỉ. Nhưng mà vẫn bị nhiều mùi son phấn á. Nặng mùi son phấn. Nặng và... cái xu hướng đồ mỹ phẩm. Ừ, với cả kiểu cảm giác như anh biết cái clip mà vani mà nó bé bé thế này xong cái đầu hộp của nó màu xanh không? Mà để cho vào chè. Mình nghĩ là nếu mà là trên người nam thì mình sẽ vẫn chấm 6 điểm. Tại vì cái mùi phấn và mùi hơi kiểu không hiểu sao em cảm thấy nó hơi khé khé. Như kiểu một người đàn ông hút thuốc xong rồi xịt hoa. Đấy thì tiêu chí là kiểu gây ấn tượng. Thế chốt lại là bây giờ 5 trai ở đây ấn tượng á? Có cả chữ gây ấn tượng là em tưởng chỉ cần sexy thôi. Thì hợp với phong cách kiểu như này thì buổi đầu gặp nhau nó phải gây ấn tượng chứ. À ok. Thế nếu mà gây ấn tượng nhất thì tự dưng CK One Shark sẽ được lên trên trang bìa. Ok. Đấy là gây ấn tượng nhất này. Đấy. Và phù hợp nhất tức nghĩa là trong 5 trai này thôi chứ okay. Không nói là best nhá, không nói là tốt nhất. Trong 5 trai anh đưa cho em thử. Ừ. Thì CK One Shock là một mùi mà nếu như mấy hôm đầu tiên mà anh gặp thì anh xịt thì anh sẽ gây được ấn tượng với em. Yeah. Ở trên quán bar quán rượu đúng không? Ừ. Rồi đấy là khi còn tỉnh táo ấy. Đấy. Còn mùi mà em không thích nhất ở đây là mùi gì? Mùi không thích nhất á là mùi Burberry. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn đã có mùi hương nào mà đã gây được ấn tượng với những người khác dưới chưa? Thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình và các bạn theo dõi kênh của mình cùng biết. Và đừng quên việc like, share và nhấn ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại. Bye bye.